Các bạn ạ, các bạn đang có nguồn chất phế liệu 6, 8, 10, 12 đủ các loại như thế này nhé. Thì mà các bạn đang bán chất ve chai phế liệu thì rất là rẻ luôn. Nếu mà các bạn có thể quan tâm đến cái máy đuối thẳng chất của bên mình nhé. Về để đuối ra, sau đó mình sẽ bán tái sử dụng nhé. Đây, khi mình đuối ra là chất lên đây rất thẳng luôn các bạn nhé, rất thẳng. Sau đó mình bó lại, mình bán cho anh em nó làm công trình, làm cầu đường, nắp cống, tấm đan đấy các bạn. Đây là chất 8 nhé, chất 8 trơn. Máy của mình làm được cả chất gai nhé, 80, 12, 14, 16, 18 gai nha anh em nhé. Cho nên là anh em cứ yên tâm nhé. Đây nha các bạn nhé, khi chưa duối là nó xấu như này, nó dối như này nhé. Mình duối ra này. Máy của mình chạy qua hộp giảm tốc rất là khỏe luôn các bạn nhé. Motor là 3 pha nhé. Máy này mình bán cho cái xưởng sản xuất tái chế này là 5-6 năm nay rồi nha các bạn nhé. Vẫn đang chạy rất ngon lành nhé. Khi duối ra là nó sẽ lọng hết tỉ, nó mới hơn nha các bạn nhé, mới hơn nhé. Hai quả lô nắn của mình là bằng thép chuyên dụng, đã được nhiệt luyện rồi các bạn nhé, thì rất là bền luôn. Nếu anh em quan tâm chiếc máy duối thép phế liệu thành sắt mới này thì gọi cho mình nhé, số Zalo mình để trên màn hình đấy anh em nhé.